ngọn tím. Trái ổ tím nè cả nhà ơi. Trái ổ màu tím hoàn toàn luôn nha cả nhà. Đó, cái lá màu tím. Đây, cả nhà xem nè, trái ổi nè. Đó, cứu trái ổi luôn. Chót lá màu tím hết nha cả nhà. Ở màu tím. Dòng ổi đang rất là hot hiện nay. Đây, trái này ảnh chín rồi nè. Cả nhà xem trái này chín nè. Có cái ruột ở trong ảnh màu gì nha. Wow, ruột màu tím luôn. Ruột màu tím. Cái nhà xem cái ruột nè, cái hột nè. Chênh nhỏ xíu thôi là ruột ảnh màu rất là đậm luôn. Cưng quá. Ở tím. Trái dữ lắm, trái luôn cô chú anh chị ơi. Này nhỏ xíu thôi mà ảnh đậu trái quá chừng. Ở tím này là mình vừa chưa kiển mà mình vừa ăn được luôn nha cô chú anh chị. Cây ảnh một cốt luôn. Một cốt. Cái bông của ổi tím nè cô chú. Rất là đẹp. Chừng trái luôn. Cô chú những cây ổi này một cốt là cây giống một cốt nha cô chú anh chị. Dạ đây. Cây một cốt thẳng đứng luôn. Dạ. Cô chú xem cái cây này là khá là đẹp luôn. Một cốt mà đeo một gân tay, hai gân tay, ba gân tay. Đấy, tiếp theo cây này cũng một cốt thẳng đứng luôn. Đấy. Tuyệt vời. Cái cốt chớp ở trên màu đỏ nè cô chú xem nè. Màu tím. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem video nhé. Chúc cô chú cuối tuần vui vẻ. Bye bye.